trình được đồng hành bởi công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Đại Hòa, tự hào thương hiệu quốc gia và siêu thị võ thuật Việt Nam. Chào đón đến từ câu lạc bộ võ thuật Hoàng Kim, vận động viên Huỳnh Văn Tuấn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sao Thể Thao. Chúng ta đang đến với những khoảnh khắc đầu tiên của năm 2023. Thay mặt những người làm chương trình, kính chúc mọi người, những khán giả hâm mộ thể thao nước nhà, hâm mộ võ thuật, một năm 2023 thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ngoài ra cũng hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành với kênh Sao Thể Thao để được xem tận mắt trận đấu hay, hấp dẫn của các võ sĩ Việt Nam. Và hôm nay, video mở màn cho năm 2023, mình xin giới thiệu tới mọi người trận đấu mà theo mình là hay nhất ở sự kiện Muay Thái Grand Prix diễn ra vào ngày 29 tháng 12 năm 2022 vừa mới qua. Đó chính là trận đấu của võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn, người đang hiện diện trước khung hình của mọi người. Và đối đầu với Huỳnh Văn Tuấn là võ sĩ người Thái Lan, Warayut. Anh đến từ câu lạc bộ FMC. Và lý do mình chọn trận đấu này cũng có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, đó là đây cũng là một trong những trận đấu tranh đai bạc tại sự kiện Muay Thái Grand Prix. Ngoài ra, ở trận đấu này bộc lộ rất nhiều yếu tố của một trận đấu hạng chuyên nghiệp. Đó là tinh thần cầu tiến, đó là kỹ thuật cá nhân, cũng như đó là sự bền bỉ của một võ sĩ võ thuật đích thực. Chính vì vậy, mình đã quyết định chọn trận đấu này để làm video đầu tiên mở màn cho chuỗi video của năm 2023 mà kênh Sao Thể Thao sẽ lần lượt gửi tới quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua. Có những video nào chưa nghĩ, có những cảnh quay nào chưa thực sự mãn nhãn, mong mọi người thông cảm. Chúng ta sẽ cùng sửa sai và sẽ hướng đến một năm 2023 đầy sôi nổi của võ thuật Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Và ngay bây giờ, kính mời mọi người chứng kiến toàn bộ trận đấu theo mình đánh giá là hay nhất ở sự kiện Muay Thái Grand Prix giữa võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn ở góc đài màu xanh và võ sĩ Warayut ở Thái Lan ở góc đài màu đỏ.
Văn Tuấn đang là một võ sĩ hàng hiếm của võ thuật Việt Nam khi anh vẫn còn theo học ở võ cổ truyền. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quả cảm của võ sĩ Thái Lan. Anh có tên tiếng Việt là Yut.